Hello, xin chào cả nhà. Món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Cả nhà ơi, hôm nay mình hôm nay 30 rồi cả nhà. Bây giờ mình sắt ổ qua gì đây nè cả nhà ơi. Đó, mình nhồi vô, mình hấp nha cả nhà. Tại vì mình để dành để sáng mùng 1 mình ăn á. Theo phong phong kiến là sáng mùng 1 mình dọn cơm ăn. Trong gia đình mình ăn ổ qua là năm 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 cũ bước sang năm mới, cái khổ nó qua, cái sướng nó tới với gia đình mình, thì mình cứ cầu mong như vậy đi cả nhà ha. Ai cũng đều như vậy, phải mình đâu. Bây giờ cái thịt này nó nhiều quá đó, cái thịt này nó nhiều quá đi. Bữa đây mình nắm mèo nghe cả nhà, nắm mèo mình bầm. Hôm bữa mình không có bầm nhỏ, bữa đây mình bầm nhỏ cho nó chặt hơn đó. Bây giờ là nhiều quá, bây giờ mình vớt ra một cái tô đó, mình vớt ra một cái tô. Tại vì hôm bữa mình dư dư nhiều quá nên bây giờ mình phải vớt ra cái tô cả nhà. Xong rồi mình đập trứng vào, rồi mình nhồi, bắt đầu mình hấp rồi chừng nào mình ăn á. Như vụ sáng mai mình ngủ dậy cái mình làm là mình ăn đâu, là nó dễ hơn cả nhà ha. Là mình làm trứng gà rồi đó, mình làm trứng gà xả tắc rồi, mình bỏ vô tủ lạnh rồi. Ăn mấy cái đó nó đỡ ngán cả nhà ơi. Năm nay bé Thủy là không có măng kho tàu hay là măng kho gì hết cả nhà nha. Ý là con mình nó ngán hai cái món đó rồi, nên là măng kho măng đồ là không có, mình chỉ làm những món khác thôi. Có người thì ăn rau muống nữa cả nhà, xào rau muống ăn, xào tỏi ăn, là năm đó mình muốn gì được đó. Mẹo dân gian. Mình chỉ mong là cái khổ nó đi qua, đừng có tới với mình nữa, cái bình an nó tới với mình là ok. Đó cả nhà, mình vớt cái đây nè, nếu thiếu thì mình làm tiếp cả nhà, cái để nó dư, nó dư cái đầu cái trong cái thịt này nè, mình làm chuyện khác được. Bắt đầu cái mình đi bỏ trứng vô rồi cái mình cũng khó làm lắm cả nhà, mình khó xào xáo và mình khó nấu canh lắm. Nó dính một chút nấm mình nấu canh vẫn ok, mà nó bỏ trứng vô thì nó nấu nó bị đục nước nên nó không có được ngon. Với lại ăn ổ qua nó mát cơ thể nó cả nhà, nó mát lắm, mùa này nóng nực lắm cả nhà. Chắc bao nhiêu đây là đủ rồi đó, một quả trứng vào. Cả nhà muốn một quả hai quả gì cũng được hết á. Mình muốn ăn trứng nhiều hay trứng ít thôi, nhưng mà mình là trứng ít để biết kiêm cả nhà, cho nó có cái độ kết với lại ổ qua cho nó chặt thôi, chứ còn trứng nhiều thì nó đục đục cái nước cả nhà. Còn mình là đúng một trứng à, để nó kết thôi. Bây giờ bắt đầu mình đánh cho cả nhà, mình đánh cho nó nhuyễn đi rồi bắt đầu mình nhồi ổ qua. Bắt đầu mình bỏ cái sửng lên mình hấp. Mình thì có sửng nhưng mình không có hấp, mình hấp bằng cái dĩa. Xong rồi cả nhà bỏ ngăn mát tủ lạnh, tại nó chín rồi đó. Cái chừng là mình ăn cái mình làm cái nước lèo á, mình bỏ nó vào là xong. Có một bữa canh khổ cho nó qua, may mắn nó tới lại cho mình. Rồi mình xay miếng tiêu nữa là ok đó cả nhà. Rồi, mình đi làm việc nha, máy bay.